Đi săn đồ giảm giá. Đây là 800 lạng bạc, ông bán con lừa ấy cho tôi nhé. Không, tôi không bán đâu. Hôm trước có người trả tôi 1.000 lạng, tôi còn không bán nữa là. 1.000 lạng? Được, nếu vậy tôi trả ông thêm 200 nữa nhé. Bán cho tôi con lừa đó đi. Tôi đã nói là không bán mà. Con lừa của tôi rất quý. Nó là giống lừa Ấn Độ, vừa đẹp mã lại khỏe mạnh. Cả cái huyện này không có con thứ hai. Có đưa tôi 2.000 lạng, chưa chắc tôi đã bán. Bao nhiêu người hỏi mua mà tao không bán mày đi đấy. Phải ráng mà làm việc chăm chỉ cho tao nghe chưa. Ăn đi rồi lên chợ huyện sắm Tết với tao. Chợ ngày Tết có khác, đông vui náo nhiệt gớm. Mời các bác mua gạo. Nếp loại 1 đấy, gói bánh chỉ có mềm và thơm ngất. À, quả là rất ngon. Cho tôi 30 cân. À, 40 cân. Gói bánh không hết để ăn dần. Mấy khi gặp được gạo ngon. Vâng vâng, có ngay. À, đỗ xanh, đỗ ngon đâu? Dạ, có đây, hạt mẩy chắc nhất chợ đây. Cho 10 cân. Bán cho tôi 10 cân khoai. Liệu con lừa này có chở được không? Tôi thấy nhiều đồ quá rồi. Hay để lần sau quay lại rồi mua. Không sao, bà cứ yên tâm. Con lừa của tôi khỏe lắm. Làm sao có con lừa nào sánh được với mày chứ? 2.000 lạng bạc cũng không mua nổi. Về thôi. Đúng là con lừa quý, mang vác được bao nhiêu thứ. Thật bỏ một lần lên chợ huyện. Trời, xúc vải này mà chỉ còn 10 đồng thôi sao? Chắc gã này cần tiền quá nên phải bán vội. Phải mua ngay kẻo có người khác mua mất. Sao thế? Cái này thì bỏ bèn gì với sức của mày? Ô, bắp ai làm rơi thế nhỉ? Số mình may mắn ghê, chỗ bắp ấy cũng đủ ăn cả mùa chứ ít à. Nhưng liệu nó có chở được không nhỉ? Không khéo nặng quá không đi nổi thì chắc nó không sao đâu, cứ lấy về kẻo phí. Chở thêm nốt chỗ bắp này thôi, sắp về tới nhà rồi. Trời, mày làm sao thế? Mày chết, chết rồi à? Trời ơi, con lừa của tôi, mấy ngàn lạng bạc của tôi. Còn số hàng hóa này nữa, làm sao trở về bây giờ? Các bác mua hồng đi ạ, hồng nhà tôi ngon và ngọt lắm. Hàng đâu mà còi cọc bé tí tẹo thế, quả vừa bé lại còn xanh nữa chứ. Ừ, hàng xấu thế này, có bán rẻ cũng chẳng ai mua đâu. Dạ, cảm ơn bác, lần sau bác quay lại mua hồng nhà em nhé. Hồng ngon lắm bác ạ, mời bác nếm thử. Năm nay mưa nhiều, sâu bệnh hoành hành dữ quá mà sao hồng nhà bác vẫn mọng nước chín đỏ thế kia. Cũng chỗ bán buôn, tôi nói thật tất cả là nhờ thuốc trừ sâu đấy ông ạ. Đợt không sao, ông cứ thử dùng mà xem, hiệu quả lắm. Nhưng sau 2 tuần nữa cũng là tới vụ hồng chín muộn rồi, phun thuốc bây giờ độc lắm. Không sao, không sao, mấy hôm nữa hồng chín đỏ rực, ai biết lấy là đâu.
Với lại, Hồng bán đi bao nhiêu nơi, mỗi người ăn vài quả không chết đâu mà sợ. Cái chính là Hồng nhìn ngon mắt, ai chẳng muốn mua. Không được, thế là làm ăn không có lương tâm. Nhưng nếu không làm vậy, lấy đâu ra tiền trả nợ, đủ các khoản phân bón, công xá từ đầu vụ bây giờ? Trong ngày hôm nay, các anh cố gắng phun hết vườn cho tôi. Mai bà vụ hồng chín muộn lại được mùa. Alo, trời ơi, sao lại vậy? Con bé ra vườn trải hồng ăn. Bác sĩ bảo ngộ độc thuốc trừ sâu với hàm lượng lớn. Còn cái đống hồng mới phun thuốc của ông sẽ hại bao nhiêu người nữa? Chỉ vì mình tham chút lợi nhuận, còn may là mình chưa kịp đem bán. Có cách nào để trồng lại những quả hồng ngon lành mà vẫn không phải sử dụng thuốc trừ sâu không? Mình tưởng lũ chim sợ thuốc trừ sâu đã bay đi hết rồi chứ. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Mỗi loài đều có một thiên địch riêng. Trước đây có rất nhiều loài chim sâu, nhưng mình và mọi người sử dụng thuốc quá nhiều nên bây giờ các loài chim bỏ đi hết. Lũ sâu mới hoành hành thế này, thử làm tổ cho chúng trên những chặt cây xem sao. Ôi, đúng là những quả hồng được trồng tự nhiên có khác, ngọt quá. Hôm qua các mối hàng trên thành phố trả lại nhà tôi gần 20 thùng hàng. Vì qua khâu kiểm dịch, người ta phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép đó. Vườn hồng của tôi năm nay có rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà máy với sản lượng lớn. Chưa kể các chợ và nhà buôn lớn nhỏ khác cũng đang liên hệ trở thành khách hàng lâu dài với tôi. Họ nói khách hàng rất ưa chuộng những quả hồng được trồng tự nhiên. Tôi nghĩ ông không nên dùng nhiều thuốc trừ sâu nữa, mà nên áp dụng phương pháp dùng thiên địch của tôi. Sắp tới tôi sẽ cho thử nghiệm nuôi kiến vàng để trừ rệp. Ba ơi! Ba! Hôm nay ba con ta sẽ cùng nhau đi hái những quả hồng ngon nhất khu vườn này nha. Và ta chắc mẹ con sẽ cho chúng ta thưởng thức món mứt hồng tuyệt vời nhất thế gian này. Hay quá! Và chúng ta sẽ nghe những chú chim hót phải không ba? Sự sống của một chú rùa biển. Giờ mẹ phải đi rồi. Hẹn gặp lại các con ở biển nhé. Các em ơi, mau ra ngoài này đi. Này sáng quá, các anh em có nghe thấy tiếng của biển cả không? Chúng ta phải ra ngoài đó để xuống đại dương bao la. Đi đường nào bây giờ? Phải ra khỏi cái hố này rồi cứ đi theo tiếng của biển, nhất định chúng ta sẽ tới. Đẹp quá các em ạ. Nhìn bầu trời, ánh nắng kìa. Ôi, đẹp biết bao. Đâu đâu, em xem nào. Em xem với. Cứu với! Cái gì thế? Trời ơi! Chạy! Chạy mau! Một con chim khổng lồ! Nó sẽ nuốt chửng hết chúng ta! Chà! Em đói quá! Anh cũng thế! Từ sáng chưa có gì vào bụng rồi! Muốn có thức ăn, chúng ta phải ra khỏi cái hố này thôi! Nhưng ra đó, những con mòng biển sẽ giết chết chúng ta! Nguy hiểm thế nào chúng ta cũng phải ra biển. Nếu không ở trong này, chúng ta sẽ chết đói chết khát thôi. Phải đấy, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Nhưng em không đi đâu.
tội gì mà phải ra ngoài đó rồi mất mạng. Chắc mẹ sẽ sớm quay trở lại đón chúng ta thôi. Chờ đợi thì biết đến ngày tháng năm nào. Chi bằng mình phải tự dựa vào sức của mình thôi. Đi nào các em. Cát ẩm đã khô hết cả. Khát quá đi mất. Chùa con, sao cháu lại ở đây một mình? Bác ơi, chắc mẹ cháu đã quên mất, không quay lại đón cháu rồi. Chùa con, cháu không hiểu rồi. Các cháu phải tự lập bò ra biển. Đó là môi trường sống của các cháu cơ mà. Nhưng ngoài đấy nguy hiểm lắm. Bao nhiêu kẻ ăn thịt rình rập, lại còn có thể bị sóng đánh vào đá ngầm nữa. Cháu sợ lắm. Còn hơn, nếu cháu còn ở đây, cháu sẽ chết đó. Cơ hội sống sót chỉ dành cho những người dũng cảm thôi cháu à. Nào, lên đi, chúng ta sẽ cùng ra biển. Đừng sợ, cháu hãy lắng nghe tiếng của biển, rồi cứ hướng theo đó mà đi. Trên đường đi, nếu gặp kẻ thù thì phải nhanh nhẹn trốn ngay xuống cát hoặc lẫn vào đám đá ngầm. Giỏi lắm rùa con, biển đã ở ngay phía trước cháu rồi. Nước mát quá bác ơi. Đây là đại dương sao? Ừ, cẩn thận, không bị sóng va vào bãi đá đấy cháu. Rùa út, sao giờ con mới ra? Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Sao mẹ không trở lại đón con? Hành trình ra tới biển của các con gặp rất nhiều thử thách. Nhưng đó cũng là cách để các con rèn luyện cho bản thân mạnh mẽ hơn, để đối mặt với cuộc sống sau này. May mà con kịp hiểu ra điều này trước khi bị chết khô ở trên bãi biển. Thì ra phải trải qua nhiều khó khăn, chúng ta mới có được những điều tốt đẹp nhất. Rồi, phải gọi người dọn cỏ thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, không cần gọi đâu. Cô mặc đồ gì thế, Trishy? Đằng nào cũng phải thuê người dọn cỏ. Hay là mẹ để con làm cho nhé. Nghỉ hè rồi, con cũng muốn giúp đỡ bố mẹ. Định xin tiền tiêu vặt đúng không? Con chỉ xin mẹ một ít thôi. Con đã tiết kiệm được 269 đô la rồi. Thôi được rồi, thế hai mẹ con mình cùng làm vậy nhé. Hè này nếu con ngoan, ba mẹ sẽ thưởng một chuyến đi biển. Mẹ hứa nhé. Ừ, mẹ hứa. Thích quá, xuống lặn đi ba ơi. Ba ơi, sao ta không thể nói chuyện được với nước nhỉ? Con muốn chỉ cho ba xem một loại san hô đỏ cực hiếm với loại mắt cá lồi nữa. Con muốn kể gì với ba thì lên trên này vẫn nói được mà. Nước truyền âm thanh rất kém nên con không thể nói gì với ba ở dưới nước được đâu. Nhưng con muốn tận tay chỉ cho ba biết cơ. Sao lại không thể nói chuyện với nước cơ chứ? Đúng rồi. Chắc thằng bé lại dùng tiền tiết kiệm mua mấy thứ vớ vẩn này rồi. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Trishy, con đã làm gì với số tiền tiết kiệm của mình vậy? Con muốn mua một bộ van với một số loại chất dẻo đặc biệt. Con mua chúng để làm gì? Con đang muốn thử nghiệm một chiếc máy nối được với nước. Nên con cần tiền mua những loại chất dẻo không thấm nước để bao quanh máy nối này. Một chiếc máy nối được với nước ư? Vâng ạ. Đừng có viển vông nữa, đi vào nhà ngay kẻo lạnh. Con nhìn con xem, ướt hết người rồi kìa. Không, con sẽ biến nó trở thành sự thật. Thôi được rồi, đợi khi con trở thành người lớn,
hãy thực hiện ý tưởng ấy chưa muộn. Một khi có ý tưởng thì tại sao mình không làm luôn lại phải đợi ạ? Mẹ vào trước đi ạ. Cứ suốt ngày nghịch nước giờ thế này đây. Richie, dậy uống chút sữa đi con. Con đã làm điều này từ bao giờ thế? Cái gì vậy anh? 50.000 đô la cho đơn hàng máy nói dưới nước đầu tiên từ cửa hàng đồ chơi Jersey. Chúc mừng con Richie. Thật hả ba? Thằng bé đã gửi đơn chào hàng đến hãng đồ chơi. Họ đánh giá đây là một phát minh rất thông minh. Vậy là con đã làm được. Không chỉ thế đâu ạ. Con sẽ biến nó không chỉ là một món đồ chơi mà còn có nhiều lợi ích khác nữa. Tuần sau ba đưa con đi biển nhé. Con có rất nhiều điều muốn cho ba biết ở dưới đại dương. Đó là câu chuyện của nhà phát minh Richie Starczewski với phát kiến máy nói dưới nước được gọi là Water Talkie khi cậu mới 11 tuổi. Sau đó 2 năm, cậu đã trở thành chủ sản xuất hãng Shostak với nhiều phát minh khác. Từ đó về sau, cậu luôn nói với mọi người rằng nếu trong đầu bạn có ý tưởng, hãy theo đuổi nó, không cần đợi tới khi bạn trở thành người lớn. Chiếc bát của cha. Vậy là đợt hàng cuối cùng đã hoàn tất. Sau đợt này là được nghỉ ngơi rồi. Xong xuôi hết chưa con? Thưa ba, xong hết rồi ạ. Giờ con chở lô hàng này đi giao luôn đây ạ. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Vâng, đơn hàng lần này hoàn thành, ba cũng yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe người. Chứ cả tháng qua, ba vất vả quá rồi. Chuyện gì thế này? Ê, phanh, phanh! Tôi rất tiếc, đôi chân của cậu ấy không thể giữ lại được, nên chúng tôi đã cắt bỏ. Ít ra, con vẫn chưa bỏ ba mà đi, cố gắng lên con trai nhé. Ta còn thiết gì cuộc sống này nữa, thà chết đi còn hơn. Tâm, đến giờ tiêm thuốc rồi. Sao lại thế này? Trời ơi! Rất may là cậu ấy được phát hiện kịp thời, sức khỏe cũng đã ổn. Tuy nhiên, tình trạng tâm lý của cậu ấy lại chưa được tốt. Bác chú ý động viên để cậu ấy không có những hành động dại dột như thế nữa. Khi xuất viện về nhà, có bất cứ vấn đề gì thì bác cứ liên hệ với chúng tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các bác sĩ đã lo lắng cho cháu nhà tôi. Tôi nhất định sẽ để mắt đến nó. Con à, ăn chút cơm vào cho có sức. Con không ăn đâu. Con phải ăn một chút vào chứ. Con đã nói là không mà. Bà mang hết đi đi. Con không thiết sống, không thiết ăn nữa. Cũng đừng quan tâm tới con nữa. Lạ vậy. Con có biết nguồn gốc chiếc bát đặc biệt kia không? Ở đây chính là chiếc bát vỡ ngày hôm qua. Ba đã cho nó vào lò nung, thêm một chút sắt rồi đúc lại thành cái bát mới này.
Giờ nó đã trở thành chiếc bát mới bền hơn, cứng hơn, dày hơn rất nhiều. Con à, cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ, nhưng chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống rồi nung trong ý chí, xong đúc trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ lại ổn con à. Vì như vậy thì dù có đập, có ném thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ vỡ nữa đâu con. Ba. Được rồi con trai, ba luôn bên con, hãy nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc. Ba. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.